Mới kiếm được hướng dẫn viên rồi. Rẻ lắm. Chị mua. Dạ. Người đó, người ta cất á theo núi. Dạ. Hiểu hiểu không? Nó, hiểu. Nó giống như cái núi gì đó. Dạ. Núi đó. Dạ. Cái dân làm á. Con tò mò. Tại vì con thấy cái tên nó là lạ. Đây là gọi cái tháp đúng không chú? À, cái gì à, mộ tháp. Dạ. Ừ, mộ tháp. Chỗ này đó là... Đi xuống tham quan mấy cái mộ tháp đi chú đi. Cái đây cược. Wow, sư thấy có vẻ tự to, tự do, tự tại. Giống như là nó mở mang ha, chứ nó không có cần phải... Cuộc đời này người chú... tôi mình á, dạ. Là chung sinh á. Đây cột cờ kia ha, cột cờ vòng tròn chào dương á. Nào mà cho khán giả thấy cái cột cờ này. Tôi làm mà chung sinh, dạ. Tên chung sinh. Dạ. Ông hồi đó thời đại Mỹ ông cũng làm ban quân số tài chánh bên Mỹ. Các bạn thân mến, mình đang đứng gần như là giữa sân trung tâm của chùa Chén Kiểu đấy. Thì phía bên này. Phía bên này là cái nhà mà trưng bày cái cổ vật đấy, trong đó có những cổ vật của công tử Bạc Liêu. Rồi vòng vòng đó. Nay trời rất đẹp luôn. Rồi vòng luôn nha, vòng luôn. Rồi tới đây là cái nhà gì đây, mình cũng không có. Chánh điện ha. Cái đó thì không có phiên âm tiếng Việt mình không biết. Và ở giữa sân thì có một hồ nước này, hồ sen. Ê, trong này có rùa kìa, thấy con rùa nó ngóc cái đầu lên không, thấy chưa? Con rùa nhỏ xíu. Ồ, nặng rồi. Và mọi người cũng vô ý, vô tình thôi. Để rớt mấy cái ly, mấy cái chai xuống đây. Còn đây là hình ảnh của 1, 2, 4, 4 con rắn. 1, 2, 3, 4. Và mỗi con thì có 5 cái đầu. Mỗi con một màu sắc khác nhau. Ở đây thứ này ai không biết. Dạ. Mà trong giấy tờ tên tỉnh Lan. Không ạ. 1, 2, 3, 4, 5. Chùa Khắc. 6, 7, 8. Đâu con nữa? 9 con, thầy 9. Có cả voi nữa kìa. Không? Nè. Cả con voi nữa hả chú? Thấy 9 không? Con rồng, hay thầy 9 con rồng. 8 con rồng với 1 con voi. Nè, 9. Dạ chú chị con. Thầy chín một ha. Ờ. Một ha, hai ha. Rồi. Ba rồi đó, ba rồi đó. Ba. Bốn rồi đó. Rồi. Bốn rồi đó. Bốn rồi đó. Rồi. Chín con rồng lận. Chín con bốn rồi nè. Bốn rồi chín. Bốn rồi tính năm rồi nè. Dạ. Sáu rồi đó. Rồi. Năm, sáu rồi đó. Rồi. Bảy. Rồi. Có thầy chín lần hay thầy. Bảy rồi. Tám. Tám. Rồi. Tám. Chín nè. Chín. Chín. Chín con rồng với một con voi. Chín con rồng. Đẹp mấy chùa thật ha. Một gốc cây. Chín con rồng là cây quăng á. Cây quăng màu nó vậy luôn. Dạ. Cây quăng hả chú? Cây quăng. Dạ. Màu nó vậy. Mà người ta tháp cây với cây nhau này kia đó. Dạ. Chùa khác không? Chùa làm tổng kết tổng quát. Dạ. Ôi. Mà tiếc quá. Tổng kết tổng quát luôn. Cái chân của nó rớt ra rồi nè. Rớt cái chân. Nít nó làm 17. Dạ. Nít nó làm rớt của người ta làm chắc đẹp luôn á. Nít làm 77 á. Rớt cái chân. Vô chùa mà mình mấy cái đó lạc thì mình cũng không được lấy đâu hen. Chúng ta lại tiếp tục đi tham quan chùa Chén Kiểu. Thì mình vào cái chùa này thì nãy giờ ở trong chùa mình thấy nó cũng thoải mái lắm, nó cũng tự do tự tại ấy. Chỉ cần đi nhẹ nói khẽ thôi, rồi không mang giày dép lên, giày dép bỏ ra rồi ha, rồi, là ok.
Còn thấy các chú tiểu, các vị sư ở đây á, mọi người thấy không? Họ mình thấy nó cũng giống như là những thanh niên người thường vậy đó. Đi lại thì cũng rất là thoải mái, không có cần phải khép nép câu lệ gì cả. Mình thậm chí còn thấy mấy vị sư còn khát nhổ ra sân chùa. Thấy cũng cười. Rồi đi tắm rồi ở trần đi bộ lên đó. Mình thấy nó khá là tự do ấy. Nó không có nhẹ nhàng giống như Phật Thích Ca. Đệ tử của thầy nó giống như là đời thường vậy đó. Đây là bước lên cầu thang rồi nè. Rồi, thấy trong này có các cầu thang. Này chắc là đi lên gác mái á. Quay xem trên cái gì. Cái này không biết mình có lên được không nhỉ? Không lên. Không. Cũng không cấm đâu, nhưng mà không cấm hay mình lên thử đi ha. Rồi. Khuôn viên chùa thì chùa chén kiểu chén theo miền Bắc á, nó là chén bát á. Mọi người nhìn lên trên trên kìa. Tất cả đều là giống như là gốm sứ sành vậy đó. Mình thấy không? Gốm sứ sành họ đề co cho cái chùa nó thêm nó một cái gì đó nó riêng khác so với những chùa khác. Cái này thì cũng chắc chắn là chùa Khmer rồi. Bước lên cái phòng trưng bày thì cũng có những cái tác phẩm nghệ thuật như là gỗ chạm khắc, mấy cái phản để cho khách du lịch ngồi, không có biển báo cấm thì mình ngồi thoải mái thôi. Còn đây là mấy cái máy in 6 màu Epson để cho mấy cái người mà họ làm dịch vụ in ảnh lấy liền ở đây á. Bên này cũng vậy, mấy cái này thì cũng bình thường. Thì cũng có đặc sắc và riêng biệt đó là ở trên nó có những cái móc treo và giữa họ dán những cái dĩa lên vậy thôi. Còn đi vô phòng này xem nào, chữ thì toàn là giống như chữ tượng hình nhá. mình cũng không biết đọc đâu, chịu thua. Wow. Cái này là cái giường ha. Giường ngủ mùa đông của công tử Bạc Liêu được nhà chùa mua lại từ phần gia sản của công tử Bạc Liêu năm 1958. Công tử Bạc Liêu sinh năm 1900. Thì năm 1958 thì lúc đó ông ấy chẳng đã 58 tuổi rồi. Thì chắc là ông ấy sang lại cho nhà chùa để làm kỷ niệm thôi. Còn không biết là cái giai đoạn đấy là thế nào rồi. 1958, 1954. Công tử Bạc Liêu á thì ông ấy phất lên do ba của ông ấy là địa chủ giàu từ cái thời Pháp á. Và năm 1954 thì Pháp đã thua ở trận Điện Biên Phủ và đã giăng rồi, thì không biết là không còn Pháp chống lưng thì gia đình ông nó có còn giàu có nữa không, mà ông phải bán một phần gia sản này cho nhà chùa. Rồi tiếp tục bên này cũng có một cái giường như vậy nữa. Đây họ có làm những cái hàng rào để khách hàng không có, khách tham quan không có vượt qua. Thì đây là giường ngủ mùa hè. Mùa hè thì lát thêm mấy cái đá kìa, mọi người nhìn thấy rõ không? Mấy cái đá giống như là đá cẩm thạch á, để cho nó mát ha. Ôi, cái viên đá ở phía trong cùng giống như nó bị bể, họ có dán lại hay sao ha? Đúng không, mọi người thấy cái rõ cái màu trắng không? Ok, giống như vá lại. Còn lại thì chắc là cũng gỗ quý thôi. Gỗ quý và được khảm ngọc trai rất là kỹ lưỡng. Tiếp tục xuống đây. Cái này thì không cấm ngồi, chắc mình ngồi được. Thoải mái. Hôm nay đi tham quan chùa thì trong này chỉ yêu cầu đi nhẹ nói khẽ thôi. Mà chùa hôm nay là thứ sáu cũng vắng khách. Rất là tự nhiên ấy. Mình vô mình làm gì cũng được.
bên đó có chị. Chị là thợ chụp hình. Chị đang nghỉ ngơi. Giờ này cũng gần trưa rồi. Khách cũng hơi vắng. Ngồi lướt TikTok. Bộ bàn này này cũng của công tử Bạc Liêu. Và chùa mua lại từ năm 1948. Bên kia còn một bộ nữa kìa. Bộ này thì bộ tiếp khách à. Bộ này thì bộ trường kỷ là bàn đếm tiền của công tử Bạc Liêu. Wow, bàn đếm tiền thì dữ ha. Nhà chùa cũng mua lại năm 48 luôn. Lúc này thì pháp chưa có thua. Cổ ngọc trai yếu yếu. Ở đây có mấy bức hình, có mấy bức hình. Đây là ông Hát công tử, còn ông Bạch công tử là ông bạn của ông nữa cơ. Trần Chính Huy năm 90 tháng 6. Họ 73, 74 tuổi. Đồ của ông Tử Bạc Liêu thì chỉ có 4 món vậy thôi. Ở trên đó là các vị thầy tổ của chùa thì phải. Nghe lúc nãy thì có mấy chú ở tại xe giới thiệu là trong chùa này thì có 8 đến 9 vị thầy tổ rồi, mà không biết là thông tin có đáng tin cậy không. Ông Hồ Liên. Chùa cũng rất là thực hành tiết kiệm. Hai cây nến nhưng mà đốt có 1 cây thôi, tiết kiệm tốt. Lúc này cây này để đốt nến hay gì ạ? Đốt nến hay là xin xăm không biết. Hòm không nước đầy. Đầy nó không rớt xuống được nữa. Ngay đồ trưng bày. Dễ Campuchia. Dễ Campuchia. Chén. Đũa này 3 cái đũa. Chén bạc, khảm rồng. Đẹp quá ha. Cái này ánh sáng hơi tối, có thấy không? Rồi sáng hơn này. Cái này đồ gốm. Cái này là tượng Phật. Phật luôn. Gốm sứ. Và bên này thì những đồ hiện đại ha. Đồ hiện đại. Này hãng Thành Công này, Tân Bình. Người nhôm. À đặc biệt này các bác, này thì mở được, open được. Mấy cái kia thì khóa kỹ rồi. Mấy cái chén bạc này. Cái nồi bạc này kìa. Đẹp ha. Bên này cũng tượng Phật luôn. Trưng bày tượng Phật. À. Để lúc nãy có người giới thiệu thì đây là cái này là chén uống nước của Phật. Của sư. Không biết có phải của Phật không. Còn cái này là mấy cái để mình đi khất thực á. Wow,
Cái này mới đáng giá nè. Kinh sách cổ. Wow. Ui, cái này nhưng cũng không khóa luôn nè. Không khóa luôn. Cũ mà đi sợ bị rớt anh nè. Cái tủ này cũng kiểu xưa nè. Kiểu xưa. Phản. Rồi, hết rồi. Đi tiếp thôi. Nhiều bức tranh kìa. Đẹp quá kìa. Thì tiếc là những cái bức tranh này mình không biết câu chuyện của nó. Để mình thử xem. Thử xem ra xem mình có biết được mấy câu chuyện này không. À, cái bức tranh ngoài cùng này thì mình không biết. Thì Nam không biết. Nhưng cái bức tranh này Nam biết nè. À, trong cái kinh sách mà Nam có nghiên cứu ấy thì Nam biết là khi mà Phật ngồi thiền, nói chung là nguyện là ngồi thiền ở trên cái trong dưới gốc cây bồ đề á, nếu như mà không thành đạo thì sẽ không đứng lên, và sau cái lời nguyện đấy thì Phật ngồi thì nói chung là cũng sắp thành đạo rồi đó, thì cái đội quân của ma quỷ rồi họ cho tới, họ kéo tới để mà phá, để không cho Đức Phật thành đạo ấy. Thì đó, đây là hình của những đội quân này. Họ cưỡi voi rồi rắn rồi các thứ tới để phá Đức Phật. Rồi có cả ở bên này là một giống như yêu nữ, rồi là có thể là yêu nữ rồi nhà tới những người mà có sắc đẹp á, đến để quyến rũ Đức Phật ấy, nhưng mà Đức Phật đã thoát qua, nó vượt qua khỏi cái cám dỗ đó và trở thành Phật. Đó là ý nghĩa bức tranh này. Mọi người đúng sai thì đúng, nhận thì sai cái. Cái gì góp ý cho mình, cho Nam nhé. Bức tranh này Phật ngồi và có một em bé. Bức này mình không biết, chịu. Bức này Nam biết. Bức này có. Bức này trong sách ấy, thì nói là có một người có một trong cái thành phố ấy là có một con voi rất là dữ. Và trong cái tăng đoàn của Phật ấy có một cái người mà người anh em của Phật á, mà cũng đi tu theo Phật mà rất là ganh ghét với Phật ấy. Nên là đã cho người cố ý thả con voi này ra và hòng là dùng con voi này để phá Đức Phật á. Nhưng mà khi mà con voi nó chạy tới tới cái đoàn khất thực của Đức Phật á, thì Đức Phật trước đó là Đức Phật có cái thời gian ở trong rừng, rồi có quen với một người nào ấy, người bạn của Phật á, là có quen với con voi chúa. Khi mà con voi này tới á, thì Đức Phật nói cái ngôn ngữ của con voi chúa, nên là con voi này nó quy thuận, nó quỳ dưới chân của Đức Phật và nó không hàm hại Đức Phật. Và từ đó, và sau khi thuần phục con voi này thì lại cho người nhốt nó vào trong chuồng như bình thường. Mình hiểu được bức tranh này. Còn ở bức tranh này thì Đức Phật đang ngồi thiền và giảng đạo cho các đệ tử của mình. Bên này là bên này là tăng ni này, còn bên này là nữ tu nè. À, bức này Nam biết, bức này Nam biết. Có một người cũng vẫn là phá Đức Phật thôi. Khi mà Đức Phật tới một cái trở về vương quốc của Đức Phật thì phải, thì có một người phụ nữ giả một cái bụng bầu đến nói với Đức Phật á, là
Đức Phật với cô ấy có nói chung là làm chuyện vợ chồng với nhau, và bây giờ cô ấy mang bầu và làm ô danh cái danh tiếng của Đức Phật ấy. Và Đức Phật thì không có chối, cũng không có cãi, mà Đức Phật chỉ nói như thế này, đại ý như thế này là việc Đức Phật với của cô ấy thì trời đất, trời không biết, đất không biết, mà chỉ có cô ấy với Đức Phật biết thôi. Và khi mà cô ấy nghe như vậy thì cô ấy có thể là xấu hổ hay là sợ hãi gì đó và quay mặt để bỏ đi. Khi mà bỏ đi thì vấp té và rớt cái bầu giả ra, và biết Đức Phật từ đó là được minh oan. Đấy, bức tranh này Nam cũng biết, hay không? À, bức tranh này mình đoán thôi, Nam đoán thôi. Tức là mình nghĩ là Đức Phật đang ngồi và chia sẻ cái câu chuyện cho các đệ tử của mình. Và bên đó là hình ảnh của con rắn mà nó có nhiều cái đầu và... À, không phải, cái câu chuyện này khác rồi. Nhưng mà một câu chuyện mình biết là khi mà Đức Phật ngồi thiền ở dưới cái trời mưa ấy, khi mà trời nó mưa thì có một con mãng xà lớn lắm, nó tới sau lưng Đức Phật ấy, nó phồng cái mang lên vậy nè để nó che mưa cho Đức Phật ấy. Nó có một cái câu chuyện như vậy, nhưng mà cái con rắn này thì nó nhiều đầu quá thì mình không biết. Bức tranh này cũng không biết, sorry. Rồi, mình vô đây tham quan chánh điện một vòng. Cái này là một cái kiệu, cái này là một cái kiệu Danh Phôn Lâm Tỷ Dược Nễ Dâng Ca Thi Na. Cái này cũng được một gia đình tặng thì phải. Từng mình sẽ đi vòng từ đây tới kia ha, mình biết chỗ nào thì mình chia sẻ. Đây là bức tranh những Phật giảng đạo thôi. Gần mới biết, mình sẽ treo đây nè. Cái này gọi là cái gì mà sao mình không nhớ ra. Cái gì mà cầm cái cây gỗ vậy nè, gõ gõ vậy nè. Mình chạy cái này ra dài vậy nè. Cái bàn này để ngồi. Cái này cái chiêng 2017. Mấy chùm dừa nước, trong này còn có cỏ văn dao nữa. Rất là tự nhiên ha, giống như ở trong nhà vậy đó. Họ không có thuyết minh thì mình cũng hơi là khó kiếm. À, bức tranh này mình biết này. Thì cái thời của Đức Phật ấy thì chỉ có Nam thôi. Chỉ có bức tranh này. Chỉ Nam biết là trong thời Đức Phật ấy chỉ có Nam, Đức Phật chỉ nhận cái người nam để đi học đạo, đi tu thôi. Còn mấy người nữ này là Đức Phật không có nhận. Và cái người mà đứng đầu, tối đầu tiên á, cái người phụ nữ mà đứng đầu á là lên trước nhất á, là quỳ để xin Đức Phật, để xin được đi tu cùng á, thì cái người đó là mẹ của Đức Phật. Là mẹ, nhưng mà là người gì, người mẹ của Đức Phật, thì khi sinh ra Đức Phật thì ít ngày sau là chết, và người gì thay thế cái vị trí của người mẹ, và cũng là nhà vua cũng cưới cái người gì đó luôn. Người gì cũng rất xinh đẹp. Không khí rất là yên ắng, tĩnh lặng, và pha trộn một ít hiện đại nữa, âm ly, loa đầy đủ luôn. Đức Phật nhiều đệ tử không? Hàng hà sa số đệ tử luôn. Con số đến cả bao nhiêu ngàn.
Ở đây chúng ta vô chánh điện thì phải. Coi kìa, coi kìa, mấy ông thầy mà cũng tính quá kìa. Ông thầy chắc ông thầy hay quá ha. Hay hơn Việt Nam luôn, hay thiệt. Ở đây thì trong chánh điện này thì họ lát, họ ốp bằng gạch men hết rồi, không phải là chén nữa. Chén không phải là, không phải khảm bằng chén nữa. Cái này là kỹ xảo nè. Ừ, cái này tỉ mỉ không? À, ở dưới thì là bằng, cái này bằng men sứ nè. Còn cái này sao nó nhỏ xíu xíu vậy nè. Quá cực luôn đó. Chi tiết quá ha. Trên trần cũng có những cái. Các bạn ơi, đây là bức tượng Phật lạ nhất mà từ trước đến giờ mình mới thấy. Bức này có thể là Đức Phật trong thời điểm tu khổ hạnh thì phải. Lúc mà Đức Phật chưa thành Phật thì sao? Sao ốm nhất, ốm nhất à? Chứ đâu có thời điểm nào mà Phật thành Phật rồi mà có thân hình hình hài như này đâu. Khi mà Đức Phật mất ấy là Đức Phật chết ấy là đâu như vậy đâu, lúc đó vẫn còn hồng hào tươi tắn lắm. Đức Phật chỉ nằm ở dưới những cái rừng cây sa la và chết thôi, chứ không có ốm như thế này. Đức Phật chết bị bệnh, chết là do mình ăn phải cái thức ăn cúng dường mà có độc á, chứ không có gì hết trơn. Còn cái bức này thì nhìn nó rất là tối, là ốm nguy hiểm. Tên ở cái tên đi chú, cái chùa chén kiểu á. Tên là chùa Sà Lôn. Dạ. Chùa Sà Lôn. Dạ, tên của tiếng Sà Lôn. Khmer hả? Tiếng Khmer Sà Lôn. Dạ. Là chén kiểu là bác tài đó đặt. Bác tài tài xế. À, bác tài xế đặt. Dạ. Tài xế thấy chén nhiều quá. À, nên ta đặt như vậy. Đặt chén kiểu vậy. Dạ. Mà cái tên này nó có từ lâu chưa? Có lâu rồi. Dạ, được khoảng 30 năm chưa? Chánh điện 60 năm rồi. À dạ. Cái chánh điện này nó có 60 năm rồi. À 60 năm. Dạ. Cái chánh điện này là xây trước hay là cái chùa này xây trước ạ? À? Chùa xây trước, chánh điện này làm sao? Ok chú. Chú làm ở trong này có được trả lương không chú? Không có, không chỗ tiền không cho. Không cho lương. Không hả? Cho tiền. Dạ, vậy nhưng mà nuôi chó thì đỡ không cho thôi. Dạ, nhưng mà nuôi mình ăn ở. Mình buổi trưa rồi mình ăn rồi. Dạ. Để chiều mình đi về. Giờ hết khách mình đi về. À vậy mình tới đây mình giúp chùa thôi ạ. À? Giúp chùa, dạ. Quả chùa. À dạ. Dạ. Con thì con tham quan được cái nhà bảo tàng rồi. Dạ. Với phía cái bên kia gọi là cái gì ạ? Phía sà la. Sà la bên này là nhà bếp. Dạ. Nhà bếp. Vâng, nhà bếp. Còn cái ở dưới kia là cái gì ạ? Sà la. Sà la. Ở trong sà la đó. Dạ. Ông Lục lại có dính cơm hết. Dạ, ông Lục là lại đó làm việc ở trong á. Còn dạ. cái tháp này. Tháp này do có ông Lục ở không? Lục ở. Dạ. Lục ở. Dạ. Ngồi dạ. Chừng luôn. Chú đã từng trải nghiệm ngồi thiền chưa? Ngồi rồi. Dạ, thế chú có đi được tới đâu không? Đi tới ông Phật không phải đâu. Đi tới ông Phật là mình là về ạ. À? Về. Dạ. Là cũng chỉ mất khoảng tiếng mấy tiếng thôi. Ờ, một tiếng hai tiếng thì lại dạ. Thế dạ chú ơi, thấy cái trải nghiệm mà mình đi lên chỗ ông Phật đó nó như thế nào, chú có thể chia sẻ cho con không? Chú con là nói không được cái gì. Dạ đi, mình đi chỗ đó, đi chỗ người
người có phước. Dạ. Mình nói không được đâu. Dạ vâng, có người hiểu. Người có phước có lớn hơn mình nữa. Dạ, mình nhắm một mục tiêu là tới đó là tới đó ha. Ừ, dạ. Vậy tức là khoảng nếu mà con làm nghiêm túc thì có thể một ngày hai ngày là con làm được. Ừ. Dạ. Thì mình thấy mình đi được. Dạ. Thì mình vui vẻ quá, không có thấy gì hết trơn luôn. Dạ, mình có hiểu. Tội nhiều cũng không thấy luôn. À dạ, có hiểu. Không phải ai cũng cũng muốn tới là tới đâu hả? Không phải tới, tới dạ. Đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Vậy bọn con đi ăn trưa đây. Dạ. Con chào chú. Dạ, tôi. Chùa Chén Kiểu đang là mở rộng và cải tạo, xây thêm nhiều công trình nữa. Đây, khuôn viên rất là rộng mà mọi người thấy. Rất là rộng luôn. Còn đi sâu mãi vào trong, chạy thử xuống dưới xong thế nào ha. Nam có nói đến cái những cái mà đa năng của những vị sư ở đây á. Bạn mình nói là sư đây là đi vô chùa là tập tạ đá banh này, chơi game này, cái gì cũng có. Mà bây giờ sư cắt cỏ này, thấy không? Sư cắt cỏ máy ở bên trong kia thì sư đang sửa kìa, thấy không? Sư làm được hết giống như người thường vậy thôi. Nó đa năng luôn đó, thấy không? À, ui, lò thiêu. Bí hiểm. Được rồi. Cái này thì biết gì thì biết rồi ha. Đẩy vô. Nhìn thấy. Mà cái nồi thiêu này còn sử dụng không? Ở trên mái kìa. Tan hoang hết rồi. Khi họ ở đây họ không sử dụng nữa hay sao ấy? Phía trong bằng gạch. Cái này nguyên liệu để đốt bằng cái gì mình không biết. Có thể là củi hoặc là than ha. Đẩy vô. Một thời gian sau thành tro bụi. À. Đây là phía sau. Khi mà mọi thứ xong xuôi rồi ha. Là có đường ray này đẩy ra đây. Nè thấy không? Mở cái cửa này ra. Đẩy ra đây. Chắc là thế. Đó mấy ông sư kìa. Ông sư làm đủ hết. Bên đó là có một cái tượng Đức Phật mà giống như ngài tu khổ hạnh. Cũng ốm nhách, ốm nho vậy đó. Cái này thì mới hơn. Không phải dạng vừa đâu. Mấy đứa nhóc chăng nó cũng vẽ tầm bậy chăng. Ở phía trong có hình như có cái chiếu á. Thấy không? Đây, mở ra được không trời? Mở nha. Ôi, mở được. À. Họ không có làm việc nên họ chất đồ đúng không? Hoặc là những cái đồ của người mà đã không còn sử dụng nữa. Mình để ở đây xong là lần sau đốt thì họ đốt luôn. Cái lò này hình như là cũng lâu rồi không sử dụng hay sao. Tại vì thấy cái đường ray rồi kìa ha. Có thể cái này cũng sẽ đã bỏ không rồi, không xài nữa rồi. Ôi, đất chùa còn dài thế. Mít mùa chắc phải 500 mét nữa. Đấy, nhiều lắm. Chùa đúng là giàu. Wow. Những cái lán kia là cái gì? Check out luôn coi. Let's go. Có khi nào mấy cái máy xúc này cũng là nhà sư sử dụng luôn không? Nhà sư lái luôn không? Em nghĩ chắc vậy á. Ừ. Anh biết rồi.
tạ ha, phải không? Sư giống như là lực điền vậy đó, cái gì cũng biết làm hết trơn á. Ghê không, ghê không, ghê không? Mà không biết là sư này có quýnh lộn hay không thôi, chứ mình không biết. Mình mà làm gì sai sai là sư quýnh là mình mệt à. Hay thiệt, việc gì cũng làm hết trơn á. Mấy cái tháp kia mình vô chưa ha? À, vô rồi, anh vô rồi. Tháp đó vô rồi. Chỉ có mấy chú kia là thợ thôi kìa. Mấy ông đang cào đất xuống để trồng hoa, trồng cây gì đó. Trong kia là khi mà hai cái lò thiêu này hoạt động xong, mình nghĩ là có, trong đó có những cái ngôi mộ ấy. Khi mà mình nghe người ta giải thích đó, là khi mà thiêu xong thì họ chỉ lấy một phần cho cốt thôi và đem vô, đem về thờ hoặc là đem đi chôn thì mình không biết. Nhưng mà ở trong đó có những cái lăng đó, lăng mộ, nghe nói là một cái lăng mộ đó này dùng cho cả hàng mấy thế hệ. Này chắc cũng sư đang làm tiếp nè. Đây công trường của nhà sư nè. À. Đây, wow. Trời ơi. Cái này chắc là được đúc bằng khuôn silicon nè, chứ không phải là đắp đâu nè. Những vân hoa đó, những hoa văn rất là tinh xảo, họ đúc bằng silicon đó. Xong khi mà di thi công á, đây này còn dấu của vết đúc này, thấy không? Nè, khuôn silicon đúc này, thấy không? Cái chỗ dư á, ba dớ. Thì ra là vậy, chứ không có thợ thủ công nào mà khéo léo dữ vậy. Nhưng mà những cái chùa xưa á, khi mà chưa có cái công nghệ đúc khuôn silicon như thế này thì không biết họ làm bằng cách nào. Thì có lẽ là họ đã đắp bằng tay, đắp từng tí một. Mình khám phá cái khu nhà tròi này đi ha. Đồ nhà sư này, dù này. Và mỗi một cái lều vậy á, là có tô, có cái gầu để múc nước tắm, có cái tô. Đi mình qua bên này, mình không biết là đi vô bên này có hợp lệ không, nhưng mà đi cái hàng bên ngoài này thì ok đấy, đều đã khóa cửa lại hết rồi kìa. Còn cái tô kia á, là để mình đi khất thực á, hoặc là mình lấy đồ ăn á. Mình đi một vòng ngoài trước đi. Ngoài này thì có cái ao nè. Mình vô chùa này thì mình thấy được cái nét tự do của mình ấy. Không ai nói động gì đến mình hết cả, việc ai người đó làm á. Mình cứ đi đâu thì mình muốn đi đâu thì đi, rất là tự do tự tại. Cũng không thấy biển cấm bảng hiệu gì hết trơn á. Chùa quá dài, chạy đến nhỏ. Không cơ hội tập thể dục luôn. Có khi nào nhà sư mà uống rượu xong rồi xịn xong rồi để cái xe đó như này không? Có không ha? Khóa số không khóa. À, hư rồi. Rồi không muốn quay. À, gãy rồi. Mà sư chưa có thời gian sửa, có khi sư bỏ luôn rồi quá. Không có vẻ nguy hiểm. Nó giống như ngoài đời vậy đó. Vừa rồi có cái lễ hội mà đua thuyền á, chắc sử dụng cái thuyền đó. Và cái bờ kênh này có khi là cũng dùng để, mà những nhà sư của họ họ có đua không? Có. Ừ, vậy thì những nhà sư này sẽ dùng cái con kênh này để luyện tập, mình đoán như vậy. Wow. Bà con, quý bà con Phật tử là đâu có thể đi mà từ đây đến kia nó dài mút mồi gì được, nên đây luôn, không cấm luôn. Chỗ nào không có bảng cấm thì mình cứ đi thôi. Lên đây đi. Wow. Beautiful place. Rồi đây cũng một cái kiệu nữa nè. Wow. Rất là chill luôn. À, cảnh thôn quê Sóc Trăng thật là tuyệt vời.
bên kia họ trồng rau kìa. Hello. Đã trồng rau. Xa xa có đàn cò kìa. Yên bình quá ha, đất đai ở đây nó rộng lớn. Sau cái dãy kia không biết là có khi nào có căn nhà ở trong không. Đây có cái lều để mà người dân hỏi. Wow, có mấy cái cầu khỉ kìa. Chút nữa mình đi ra đó mình chơi đi ha. Lâu lắm rồi anh không được đi cầu khỉ nhá. Chịu nha. Ôi sông cũng sạch nữa. À, hồi nãy mình thấy giữa trưa luôn á, người dân quê mình đây nè. Ở đây lạ là họ không gieo xạ. Ở phía bên kia họ gieo xạ kìa. Họ vãi lúa ra. Thấy không? Đó, còn bên này thì họ không có gieo xạ. Họ cấy từng cây vậy nè ha. Đó, cô đồng ý. Cô đồng ý. Nhà chùa cũng tiết kiệm lắm. Những tấm tôn này nó cũng rách hết rồi này. Ghế cũng vậy đó mà vẫn còn sử dụng. Nó không bỏ gì hết cả. Rồi ly nhựa thì để vậy thì nó cũng hơi mất cảm tình một tí nhưng mà vẫn tốt. Thích là cái không khí trong lành nè. Mát. Rồi. Check out chỗ này trước khi mình vậy là tường xây rồi mình không có qua, mình không có đi ra khỏi khuôn viên được. Nên là mình không có đi cái cầu khỉ kia được, tiếc quá. Nhưng biết đâu mình treo tường. Cũng có thể ha, mình thấy có mấy cây gỗ nó hơi nổi lên kìa. Đúng rồi. Và những cái cột này là để trắng nó lại, nó không có tràn hai bên. Và mình lấy cái gì mình đè lên ha. Để ngâm gỗ, để cho gỗ nó không bị mối mọt đúng không? Đây. Wow, cái thuyền này nó dài kìa. Thuyền này nó dài. Đóng rất là khéo luôn. Thuyền này chắc chắn là thuyền đua rồi đó. Để mình nhé, ước chừng cái chiều dài của nó thử xem bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Khoảng 16 mét á. Rất là dài. Chiếc này thì đang được bảo dưỡng nè. Gỗ nó cũng dày lắm. Gỗ nó có khoảng 3 phân á. Wow. Cái này nó hẹp như thế này sao hai người ngồi một hàng để mà trèo được ta? Nè, thấy không? Có khi họ đua thì sẽ có cái ghế bắc để ngồi không? Em chưa được coi cái Nam chưa được coi cái đấy mà họ đua. Nhưng mà thường là hai người ngồi song song với nhau nhỉ để trèo nó có lực. Chắc lắm, cái thuyền này nặng lắm nè. Thuyền này là một gỗ tốt mà dày 3 phân thế này là nặng lắm. Chắc từ năm ngoái hay năm kia rồi. Chưa dùng đến. Tại vì nếu đua là phải làm nó đẹp lên rồi mới đua đúng không? Chứ ai mà đua như thế này. Đây, thấy không? Nói nhà sư là rất là đa năng. Chơi cả bóng chuyền nữa kìa. Thấy ghê không? Bên trong này là vườn cây. Vườn cây thì cũng không trồng cây ăn trái. Toàn là cây gì không à? Mình không biết tên. Nhưng mà không thấy trái gì hết trơn. Rồi, mình đi vòng cái đường này. Kiếm đường leo tường. Tắc kè, kìa. Sát vô. Wow, con tắc kè bự dữ. Bắt nha. Ui, nó trốn rồi. Nè, nó ở sau, phía sau cái cột nè. Rồi, thấy nó kè, nó ở sau cột kìa. Gió nó lùa ra là nó ở sau cái cột đó. Nè, chuẩn bị à, thấy không? Wow, đó, tắc kè đỏ lè luôn á. Wow, trong này là thuyền mới nè. Trong này mới là thuyền mới. Đây, em ơi, đường này. Đây, ô này. Ôi, trời, thuyền này to lắm. Hai chiếc luôn. Thuyền này là thuyền đôi. Cái này là đuôi thuyền đôi chứ không phải là đuôi thuyền một giống như cái kia. Tức là hai cái thuyền họ ráp với nhau. Xong mỗi người ngồi một bên. Wow, mấy cái thuyền này mới là thuyền mới nè. Wow. Trời, còn có cả nguyên một cái gậy gỗ gì màu vàng, họ sơn màu vàng ở trên kìa. Và đánh ô luôn. Ô thứ tự nữa kìa.
21, trời ơi. Trời ơi, thì ra là vậy. Mới đua xong mang về đây nè. Trời, nó nặng vậy sao hỏi chuyện gì đây được ha. Chắc phải có máy. À, nhiều nét văn hóa ghê đó. Mình đi phá gì mà không ai like hết trơn. Mình cũng có phá gì đâu đúng không? Ghê. À đây đây đây. Đây. Khóa rồi chứ không như mấy thằng quậy phá như mình là vô phá đó. Cái này là thuyền đơn. Đúng không ta? Trời nó dài kìa, chiếc này chắc phải đến 50 mét chứ không phải mười mấy mét đâu. Trời nó dài lắm. Em coi kìa, mọi người coi kìa. Nó dài quá dài luôn á. Dài mít mùng luôn. Chiếc này là hỏi đua một thuyền chứ không phải là hai thuyền đâu ha. Hai thuyền là chiếc thuyền kia, còn cái này là một thuyền này. Trời ơi, nó dài. Khéo thiệt, họ đóng được cái thuyền nó dài, thiệt là dài luôn á. Còn phía ngoài kìa. Cái này thì khóa rồi, mình không có qua được. Còn cái này là cái cổng cũng khóa rồi nè. Muốn đi là phải đi qua cái cổng này. Muốn đi cầu khỉ là phải qua cổng đó đó. Bên đó là một cái láng giống như là để đậu thuyền ấy, cho thuyền nó không bị nắng. Ngó ra ngoài thì để xem cái khung cảnh bên ngoài. Mình để trèo lên nè. Hay là mình cũng học theo người xấu đi. Người dân đang trồng hoa màu. Có cái cầu khỉ bước qua kìa. Tiếc là mình không được đi cầu khỉ. Thèm quá. Thật là ai yên mình. Ôi chừng. Shit. Rồi đất này cũng là của nhà chùa luôn nè. Nhà chùa gì mà giàu dữ vậy chùa ơi. Đó. Cái mái phía xa xa kìa. Đó là cái mái mà chỗ mình đậu xe đó thấy không. Đó. Mái xa xa kìa. Rồi hết chỗ để phá rồi đó. Hết khám phá rồi đó. Và có người hầu thì đang đánh xe ngựa. Còn cái này hình ảnh ông lão. Người chết. À. Rồi. Rồi 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 rồi. Biết. Đây là cái hình ảnh của Đức Phật khi mà Đức Phật còn là hoàng tử, là người của nhà vua ấy, khi mà chưa đi ra khỏi cung để đi tu ấy. Lúc đó thì Đức Phật sướng lắm. Là Đức Phật đi chơi thì không được đi ra ngoài đâu, nhưng mà chỉ được tới cái cổng thành thôi. Thì Đức Phật đi chơi á, thì tới cổng thành thứ nhất thì Đức Phật nhìn thấy cái người tu hành. Người tu hành thì họ rất là thảnh thơi, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Mặc dù họ không có gì hết trơn á, Đức Phật rất là ngạc nhiên. Và Đức Phật còn nhìn thấy người chết nữa nè. Đây là hình ảnh người chết nè. Còn Đức Phật nhìn thấy hình ảnh người già nè. Rồi Đức Phật nhìn thấy hình ảnh gì kia nhỉ? Nói chung là bốn cổng thành thì Đức Phật nhìn thấy bốn cái hình tượng khác nhau. Và về thì Đức Phật có rất nhiều tâm sự trong lòng. Giống như tại sao mà con người ta sinh ra lại khổ như vậy. Là tại sao lại phải nghèo, tại sao lại phải già, tại sao lại phải bệnh, và tại sao lại phải chết. À, cái hình ảnh của cái bà cụ mà đeo cái khăn này chắc là cái người bệnh. Nhưng mà sao khi trong cái bức tượng này cái mặt nó vui thế không biết. Đó. Rồi đến đấy, khu này là khu lăng mộ rồi đây. Ta tiếp tục. Cái này là công trình gì thì mình cũng không biết. Nó có một cái cửa khóa phía trong kìa. Nhưng mà không phải nồi thiêu đâu, nồi thiêu là có ấy rồi. Có cái ống khói lên rồi. Bên kia có căn nhà gỗ đẹp quá. Nhà gỗ, mái ngói thịt luôn á. Mái đất, ngói xi măng đẹp lắm. Mà sàn ha. Sàn. Đây. Đây là lý do tại sao là cái chùa này đặt tên là chùa Chén Kiểu đây.
chén, 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 này thấy không? Quá trời chén luôn. Đây là gọi chùa chén kiểu ha. Cái bức tượng này nhìn nó rất là thật ha. Chắc là một vị thầy tổ nào đó ở cái chùa này ha. Thành Phật. Đây là có phụ đề tiếng Việt luôn đấy. Cái này là trường sơ cấp Pali. Trường sơ cấp Pali. Nơi dạy các chú tiểu nhỏ thì phải. Ừ, Nam La Cà nha, nhớ nha. Các bạn ăn kẹo không? Ở ngoài xe của chú nhiều kẹo lắm. Chút nữa chú ra lấy mang vô cho các con nha. Cái xe chú để ở phía... Chú mấy người đăng ký cho. Chú hả? Ở nhiều lắm, chú đếm không nổi nữa. Chú chưa có làm tích xanh con ạ? À? Ừ, chưa có tích xanh. Rồi trước sau? Ừ, trước sau cũng có thôi. Chú hả? Nút của chú là nút vàng rồi đó mà. Vậy? Quê luôn. Quê luôn tất cả. Mấy cái ngôi mộ gì là đáng sợ lắm nè. Bây giờ mấy đứa đi theo chú, chỉ cho chú xem cái ngôi mộ nào mới nhất. Ngôi mộ, cái chỗ khi tìm. Ngôi mộ này lâu rồi chú. Lâu rồi hả? Cái mộ cao cao đó nha. Con không phá gì đâu, chị coi thôi à. Ôi, chị xong phải phục đích luôn. Xin phép chú nha. Chú giống như là căn nhà vậy đó. Đó. Rồi, đó, mấy cái hố này nè. Nè, mấy cái hố này nè, đó. Vậy đó hả? Vậy là cái ngôi mộ nào nó cũng giống nhau như vậy hết trơn hả? Để lại các bố trí à. Ôi, nhưng mà... Ở cái ngôi mộ chỗ kia mà nó không có mấy cái nóc này. Vậy hả? Có người mộ chung. Vậy bây giờ chú có thử thách này nè. Dạ. Tối nay đứa nào mà dám ở đây ngủ lại, xin ngủ lại với chú với cái chú kia là sáng mai sẽ có thưởng á. Có hai chỗ. Dạ, giá nói là 500 rồi. Ông một người 100 đi. 200. Ok, ok. Nha. 200 rồi. Anh này nha, ok. Nha. Yeah. Mà ngủ chỗ nào chú? À, thì đó, tụi mình nói chung là cũng gần gần chỗ này là được. Không biết đánh một con ngủ đây cũng được. Thôi chỗ này thì nó hơi dơ. Đấy mình qua chỗ kia kìa, mấy cái lều á. Ừ. Chỗ ừ. Nhà trời. Rồi có gì nằm không? Thì khỏi cần đứa nào chuẩn bị được đi chuẩn bị. Chú. Ơi. Sân thượng có gối luôn. Sân thượng chỗ nào? Chỗ đó có gắn á chú. Mà lấy gối con bận chơi game ơi. Trời ơi. Chú nói tiếng Việt đi. Ừ. Nói tiếng Việt đi, chú biết nói tiếng Việt. Chú đó. Con không biết nói tiếng Việt đó. Ừ. Con không biết tiếng Việt nói tiếng Khmer. Hả? Chú chưa biết nói tiếng Khmer. Xí bài. Xí bài. Xí bài ăn cơm. Xí bài ăn cơm hả? Nhâm bài. Nhâm bài xí cơm. Ok, vậy thống nhất nha, đội trưởng nha. Chút nữa mình sẽ chốt lại cái kèo này ha. À. Chưa thèm tốt, đi chưa thèm. Rồi chú đi tìm hiểu thêm đi. Ôi, cái này nè. Tìm thêm cái này cũng là ngôi mộ đúng không? Dạ. À, cái này dễ nhìn nè. Mỗi một người là một cái hũ vậy đó. Đó. Sao họ cắm nhang ở trong đó được ha? Ủa, mấy đứa làm sao mà họ cắm nhang vô trong cái đó được vậy mấy đứa? Mở cửa à, cái cửa đấy hả? Mở khóa ra xong rồi bà trèo vô hả? Ừ. Thanh Minh, Thanh Minh. Thanh Minh mới được. À, Thanh Minh là khi mình đến dịp Thanh Minh mình mới tới thăm. Ờ. À. Người Kinh cũng có lễ Thanh Minh á, gần Tết đúng không? Gần Tết. Là mình lấy dây đỏ á, mình dây trắng á chú. À. Ok. Ừ. Ủa hôm nay là thứ sáu mà mấy đứa không đi học hả? Dạ, cúp tiết vậy hả? Cúp tiết là vui lắm á. Vậy hả? Đi ra xong lại trường mấy ngày vậy chứ. Học sinh ngoan rồi cháu. Đi anh em mình đi lấy kẹo ăn thôi. Đi. Vậy chú. Chú mời nước sông uống nha. Nước sông á, mình còn không dám uống. Đúng mấy vị. Rồi.
mấy đứa là người dân ở đây nè, thì nói cho chú biết mấy cái bức tượng này ý nghĩa gì nè? Ý nghĩa Phật con mới sinh ra. À, Phật mới sinh ra hả? Sinh ra tại đâu? Sinh ra tại Ấn Độ. Phật tổ. Wow. Phật này hơi chùa này chưa xây tới giờ. Cái này rất là lâu rồi đúng không? Từ khi mà chùa chưa xây luôn. Chú biết cái khuôn viên này có ý nghĩa gì ấy nha? À, mẹ của Đức Phật á là đi về thăm mẹ là gần sinh rồi á, thì ở cái tục lệ của nước Ấn Độ á, là gần sinh rồi là phải đi về nhà mẹ đẻ của mình để sinh á, nên là trong cái quá trình đi về thì đi qua khu rừng thì gặp người dân không phải, đây là những cái người mà hầu đó. Là người hầu của mẹ Phật á. Thì tới khu rừng đó thì có duyên may thế nào á, rồi mẹ mắc quá rồi sinh luôn ở đó. Rồi sinh ra cái là biết đi luôn kìa. Ghê không? Nè, có cái đặc biệt nữa nè mấy đứa. Cái cây này nè. Cái cây này á. Có cái thiệt hả? Cái cây này nó là cây xi măng nhưng mà nó này là cây thiệt nè. Cây này cây có đại lâu năm rồi. Tự mở đá ăn chuyện chả làm cây. Nó tên gì con biết không? Cây đa. Giống cây đa mình ở mây. Nó gọi cây gì đó. Nè, nó là cây xi măng ha, nhưng mà ở trên ngọn là cây thiệt. Tuyệt vời quá. Nó hút thuốc hả? Con người đã bên đi. Con người xây bên. Cho luôn ấy. Cho luôn, lấy. Đây, để chú, để hút, stop. Để chú lấy cho. Con này, cho con. Biết không? Chú biết là về quê là có nhiều em bé, nên là chú mang cho tụi mày đó. Con cảm ơn chú. Chơi cùng nhau đi. Lấy kẹo đi con. Lấy hai cái thôi, lấy nhiều quá kìa, chơi nó đá hay quá kìa. Trời ơi, nó không có giày dép hết trơn á. Các bạn thân mến, vậy là cái hành trình khám phá tham quan cái chùa Chén Kiểu đến đây là kết thúc. Quý khán giả, chúng ta ai mà biết được cái ở đâu, ở gần đó, ở gần mình á, ở cái khu vực của mình có những cái chuyện gì mà những con người mà đặc biệt này, những sự vật đặc biệt, những con vật hay là tất cả mọi thứ này đặc biệt, mà nói chung là đặc biệt á, thì nói cho mình, gọi cho mình nha, mình chắc chắn sẽ có những cái phần quà cho mọi người. Hẹn các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào.